thì mua được rồi anh ơi. Rồi ok. Thưa quý bán đọc của báo Người Lao Động, phía sau lưng tôi là đoàn kinh tế quốc phòng 337 của quân khu 4. Theo người dân địa phương, khoảng 1 đến 3 giờ sáng 18 tháng 7 tháng 10 xuất hiện một tiếng nổ lớn, rồi sau đó họ nghe thấy tiếng đất đá ùn ùn đổ về và lấp một số nhà ở trong khu kinh tế quốc phòng 337, khiến hơn 20 chiến sĩ cán bộ bị vùi lấp.